Vào thời kỳ Hậu Chu, dân gian có truyền thuyết phụ nữ đế hậu, nữ nhi trọng thần nằm triều nhà Phù Ngạn Khanh sẽ trở thành hoàng hậu tương lai. Có người phí hết tâm tư, cho rằng chỉ cần có được nữ nhi nhà họ Phù thì sẽ có được thiên hạ. Lại có người trăm phương ngàn kế, cho rằng chỉ cần giết nữ nhi nhà họ Phù thì liền có thể hủy được ngôi vị hoàng đế. Sau đó, Chu Thái Tổ qua đời, ngôi vị hoàng đế vẫn chưa có người kế nhiệm. Phù Ngạn Khanh có hai cô con gái là Phù Kim Trạn và Phù Ngọc Trạn. Tỷ muội nhà họ Phù bị vận mệnh trêu đùa khi vô tình yêu phải hai người đàn ông đối nghịch nhau là Tiết Vinh và Giang Thiệu. Vì ngôi vị hoàng đế, Hậu Chu sóng ngầm nổi lên mãnh liệt. Tỷ muội nhà họ Phù không quên tâm nguyện ban đầu, cả hai cùng chung tay khiến Hậu Chu vững chắc. Từ đó, hai thiếu nữ dần lột xác mà trưởng thành hơn. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.